gốc Zeus á, thì nói là trời ơi, phải chi hồi đó mình giống như vua, đúng không? Nhưng mà bây giờ là vì nhờ có Aeslock và nhờ có cái dòng sản phẩm Aeslock, tức là khóa lại cái tuổi thanh xuân của mình, sản phẩm mới của mình là E-span, là Y-span của mình, là giúp cho mình lấy lại cái tuổi thanh xuân của mình, lấy lại những cái gì mình đã mất. Là Uncle Dean rất là vui, đã trở lại tuổi 40 một lần nữa, và mãi mãi là như vậy. Mình phải nói là như vậy đó Uncle Dean, mình phải đánh giá nó là sẽ là mãi mãi tuổi 40 cho tất cả mọi người. Mọi người có tới đâu, Chắc chắn. chỉ sợ là trong này cái nhóm này còn trẻ quá, chưa hiểu được cái già là thế nào. Cái già là tự nhiên cái khớp nó đau một chút xíu, cái cổ nó hơi chặt, thế là phải uống là những là thuốc giảm máu, giảm mỡ, giảm đường, giảm rồi là tùm lum, anh ba cao rồi chị ba thấp gì là có hết, bạn cao bạn thấp gì mình cũng có hết trơn. Thì cái người mà 60 tuổi đó là bây giờ tôi không muốn gặp những cái người đó nữa, phải không hả chị Thanh? Hả? Mình chỉ muốn là làm sao để trở lại tuổi 40 một lần nữa, và chỉ có như vậy mà thôi. Nói là mình phải làm sao để duy trì cái tuổi 40 forever, lúc nào phải là 40 tuổi cả. Có gì có muốn vậy không? Như là anh Hùng nè, bây giờ đang là đúng vừa 40 đi. Anh Hùng ấy là đang là thời kỳ 40. Bây giờ anh Hùng có đang sợ bị già không? Sợ đi chứ. Rất là sợ, không biết là bữa nào mình 40, 20 năm nữa mình giống như Cô Đinh, mình có được giống như vậy hay không nữa. Tại vì môi trường, tại vì cái cách sinh hoạt, tại vì cái cách ăn uống, tại vì cái đó là mình sẽ bị xuống, chứ không thể nào là đúng 60 giống như cô đi 60. Nhưng mà 60 ở bên Mỹ, mặc dù cái môi trường bên này phức tạp đấy, nhưng mà cái chế độ ăn uống cũng khác hơn tí, thành nó là già kiểu khác, thấy không? Thà về bên Việt Nam như là anh đi, mà bây giờ anh cô đi mà về gặp lại những cái người bạn còn lại ở Đà Nẵng đó, chụp hình là thấy là giống như là bố với con vậy đó, có những cái tấm hình, đúng không? Anh đi thấy thấy lại những cái người bạn của mình như là bố với con. Hà cũng vậy, Hà gặp những cái người bạn của Hà ở Huế, mình nhìn tội nghiệp thế, mình vẫn là hai đứa đều là 60 cả, nhưng mà nhìn họ nó giống như là người 70 hoặc ngoài một chút, còn mình thì 60 thì lại giống như người 50 mà nhìn chớ một chút. Thành ra nó có cái sự khác biệt nhau khoảng chừng 20 năm. Vậy thì cái E-span là gì? Cái Y-span nó giúp mình lấy lại cái tuổi xuân của mình đã mất, bảo vệ mình chống trong cái cơ thể của mình. Mình có bẩm sinh ra, người nào cũng có cơ chế phòng chống lão hóa hết, nhưng mà mình đã làm cho nó mai một là vì mình ngủ trễ nè, mình thức khuya nè, mình không có chịu dậy sớm, không có chịu tập thể dục. Chỉ chứ những cái thằng người ta uống nước là uống nước thôi á, mấy chị không uống đủ, mấy chị cũng làm cho cái cơ chế phòng chống lão hóa của mấy chị bị suy rồi rồi, đúng không? Tất cả những cái nhỏ nhặt nó tạo ra cái thói quen của mình, và mình làm cho cái cơ thể của mình nó bị tiêu dần và khóa lại, tiêu dần trước những cái bổn sinh của nó được sinh ra để bảo tồn, và mình chính mình là mình giết hại cái sự bảo tồn của nó, đúng không? Rồi, và cái thứ hai nữa là mình muốn nói đến là cái môi trường, cái khả năng bẩm sinh và cái thói quen của mình nó tạo ra cái sự già nua của mình. Ừ. Rồi những cái sự lão hóa đó bây giờ công ty biết được để làm sao để ngăn chặn, để hỗ trợ cái cơ chế đó nó hoạt động trở lại. Ừ. Cũng có những cái cơ chế trong cái cơ thể của mình giống như là cái sự đàn hồi da. Đúng 22 tuổi là nó không tiết ra cái chất đàn hồi da nữa, đúng không? 22 tuổi nó nói là việc của tôi tới đây là hết, chấm dứt, và nó đi ngủ. Cái con gen nó đi ngủ, nó nằm trong người của mình, là cái hormone nó không có tiết ra cái chất đó nữa, là tại vì công việc của nó đã xong rồi. Cũng như là tăng trưởng xương của một cái đứa trẻ là từ con gái 13 tuổi, từ thời kinh nguyệt cho tới thời 21 tuổi là cái thời tăng trưởng. Nếu mình chỉ vào cái lúc thời điểm đó mình chỉ không giúp cho nó bổ xương, bổ bổ những cái uống những cái chất bổ sung vào, thì cái phát triển của nó sẽ bị chậm lại. Cái người con trai là từ 16 tuổi cho tới 25 tuổi, tức là du có khả năng cao nữa đó. Du nếu mà có E-span lên là du sẽ tăng trưởng cái chiều cao của du thêm một chút xíu nữa chẳng hạn,
mình tăng trưởng được cái cơ xương của mình, giúp cho mình được khỏe. Để cho mình phòng chống cái anh bệnh anh cái anh thấp đó. Mình lớn lên tới 60 tuổi thì mình có anh bạn thấp. Cái anh bạn thấp đó là gì? Là anh thấp khớp, anh thấp đau nhức mọi cơ xương. Thì cái e-span này nó làm cho những người từ 60 tuổi họ phục hồi được cái chức năng lành mạnh của cái cơ xương của mình, và mình bớt đi những cái vấn đề là thấp khớp, và bớt đi những vấn đề nhức mỏi ở trong xương, là cái tủy mà tại từ xương là mấy cái tủy ở trong nó, cái máu của mình nó tái tạo để cái loại tủy của mình nó được tốt thì cái xương của mình sẽ không có nhức mỏi. Và có những cái tái tạo rất là hay. Nói chung chung ra là những cái mà anh chị đang cả cả nhân loại đang đi tìm kiếm từ thời Tần Thủy Hoàng, từ thời Châu Bá Thông. Mình hay nhất là cái ông Châu Bá Thông, có quay phim phim trưởng hồi nhỏ đó, quay đọc phim trưởng thì mấy chị có nghe cái ông Châu Bá Thông là ông muốn là lão quan đồng, lúc nào cũng muốn là mình trẻ hết, rồi ông uống đủ thứ hết, rồi cuối cùng ảnh già, nhưng mà là cái tâm hồn ảnh lúc nào cũng trẻ trung hết. Đúng không? Là bởi vậy mới mà ông ra đi tìm, thì bây giờ công ty mình đã tìm ra được, tới cái thời điểm này mình mới tìm ra được một viên thuốc gọi là trẻ mãi không già, suối nguồn tươi trẻ của mình đã tìm ra rồi, và nhân loại công nhận, thế giới công nhận, và các khoa học một cách khoa học mấy chị, chứ không phải là công nhận thêm nói ông này như thế này thế kia. Mình cũng biết rằng là trong những cái nguyên tố thức ăn của mình đều có những cái cơ chế chống lão hóa, giúp cho cái cơ chế chống lão hóa, nhưng mà mình ăn không đủ, mình không lấy được cái những cái hợp chất để nó kích hoạt lẫn nhau, và nhờ cái khoa học đó, tại vì ngày xưa đó nếu mà không có biết nghiên cứu kỹ thì mình chỉ lấy mình trộn vô một trong cái tô mình nấu lên, mình sau siêu mình sắc thì mình ra mình sẽ còn có cái tạp chất và nó sẽ gây phản ứng phụ. Còn bên này là mình biết rõ ràng là phân tử nào, thành phần nào trong cái đông trùng hạ thảo nó tác động vào trong cái cơ huyết của mình, cái thành phần nào trong cái con cá cơm, cá mòi, con cá cơm đó mấy chị. Việt Nam mình đó, là có nhiều con cá cơm nhỏ 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 thế nào để mình làm mắm đó, nó rất là tốt, nhưng mà mình ăn bao nhiêu cho đủ để mình lấy cái chất mà cần thiết ở trong đó để giúp cho cái cơ thể mình tốt, đúng không? Và những cái sản phẩm mình biết rằng là lúc mà Hà đi học về dinh dưỡng học đó thì người ta cũng thường hay nói là xin sản phẩm thực phẩm hay là thuốc, mà thuốc là thực phẩm, đúng không? Thực phẩm là thuốc đó. Nhưng mà mấy chị cũng đang nói là ăn rau diếp cá thì tốt cái này, ăn cần tây thì tốt cái kia, ăn cà chua tốt cái nọ, rất là đúng, không có cái nào mà sai cả, tất cả những cái thức ăn của mình ăn đều tốt và phòng chống cả. Nhưng mà chế độ ăn như thế nào, ăn làm sao cho đủ, ví dụ như muốn phòng chống lấy được những cái chất mà phòng chống để tái tái tạo tế bào trong trong trái cà chua đi, rất là bình dân nhất là có cái nghiên cứu là ăn cà chua sẽ phòng chống ung thư, nhưng mà phải ăn khoảng chừng là 5 kg mỗi ngày và ăn liên tục từ ngày đầu cho tới ngày cuối, hỏi thử các anh chị có ăn nổi không? Không? Để lấy cái hợp chất đó phải ăn 5 kg, là để cho vô mới đủ để cơ thể đào thải những cái chất cặn bã và lấy cái chất astaxanthin đó, để lấy cái chất đó để giúp cho mình bảo vệ cái tế bào ADN của mình đừng có bị ung thư, vi trùng ung thư xâm nhập, tế bào ung thư xâm nhập. Thì 5 kg mỗi ngày và ăn liên tục như vậy. Thứ hai nữa là sẽ hư bao tử, là tại vì cà chua có nhiều axit lắm, phải không? Là sẽ hư bao tử. Thứ ba nữa là nhiều cái sắc tố màu vàng quá, cuối cùng mấy chị ra ngoài đường mấy chị sẽ có một cái màu rất là đẹp, lúc nào cũng đỏ lừ. Thấy không? Là những cái này là mình biết thực phẩm là thuốc đó, nhưng mà mình chỉ biết cách khoa học để lấy cái nguyên tố đặc biệt của nó để bỏ vào trong cái viên nang cho mình uống, như là nhà cá mòi, những cái thực phẩm nên bình thường thôi. Nhưng mà nhờ cái công thức hóa học ở trong đó, họ lấy cái thành phần nào cần thiết để bỏ vào trong cái viên nang, và theo cái kỹ thuật được gọi là Islok, người ta gọi là 1 tỷ đô. Cái quy trình này đã là gọi là cái name brand đó, là một cái tên hiệu
của cái quy trình ASLOC là 1 tỷ đô. Bởi vậy đó, mình đã rất là may mắn để sinh vào trong cái thế hệ này, và mình cũng là rất là may mắn đã nằm trong cái thời kỳ gọi là LTO, cái thời kỳ mà đang lên cái dàn phóng đó anh chị. Mình là phải đi vào đầu cái gọn sóng đang lên dàn phóng, mà Việt Nam là mấy tưởng tượng là Thùy Trinh đã book vé máy bay về bên Việt Nam rồi. Anh chị cũng biết Thùy Trinh là ai, là khoa học gia đã từng nghiên cứu và đang được uống khoảng chừng 2 tháng cái sản phẩm này, và đã bay về máy bay về Việt Nam để sao, để giúp hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ các chị sẽ hiểu được thêm nhiều cái LTO về sắp tới là thế nào, và cái tầm quan trọng về cái vấn đề kinh doanh. Sẽ nói với Uncle Dean, anh Dean sẽ nói về cái vấn đề tầm quan trọng với LTO sắp tới của các chị, và tại sao mấy chị phải đạt được. Tại vì công ty là mình vào làm cái công ty này là mình không phải lo về sản phẩm, công ty đã lo hết rồi, về cái nghiên cứu khoa học, về cái cầu chứng, về cầu chứng không phải cái cầu chứng của một nơi mà cầu chứng toàn cầu về bản quyền nữa, và độc quyền về bản quyền nữa, thì là không có người nào, không có đối thủ rồi. Thứ hai là bây giờ tới về cái phát triển kinh doanh, về cái cách marketing, và để làm sao các chị sẽ nắm bắt được một cái phần yếu tố quan trọng sắp tới, và mình sẽ nhường, mình biết là cái sản phẩm quá độc đáo sẽ không ở đâu. Mình không nói nhiều là tại vì mình sẽ tiếp tục nói hoài nói tới nỗi mà khi nào mấy chị phải nổi gai ốc lên và nói là thì ra trên thế giới có cái món này, và hiện tại mình đang đang có ở trong này, đang có trong tay của mấy chị. Và nhờ anh của Đi sẽ nói là cái kỹ thuật về cái marketing và cái sâu sắc của cái LTO, là LTO là viết tắt là Limited Time Offering, tức là người ta giới hạn thời gian trong một khoảng thời gian nào đó. Và thường thường đó ở bên Mỹ đó, và những cái lúc mà giới hạn thời gian mà lên dàn phóng những cái sản phẩm đó, thì người ta sẽ thấy là chỉ trong vòng 40 phút là một cái sản phẩm như là Air Square là đã bán mười mấy, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, hoặc là cái trong vòng 1 tiếng đồng hồ bán cái tinh dầu mới vừa qua đó là đã có một cái số số sale đặc biệt, là tại vì bán rồi á trong cái thời gian đó thôi, và sau đó mấy chị sẽ không được mua cái sản phẩm này cho đến 6 tháng sau. Một cái sản phẩm mà độc đáo, và vậy tại sao người ta có cái chiến lược này thì sẽ nói anh Cô Đinh sẽ nói để giải thích cái chiến lược kinh doanh dựa trên cái network, cái mạng lưới xã hội của mình, của công ty họ đề ra. Và mình biết là mình phải mua sản phẩm đi chứ sao, mình phải là sản phẩm của sản phẩm, mình phải uống trước. Sau sau 1 tháng mình có kết quả tốt đẹp rồi thì ai, người ta hỏi, nếu mà mình không có thì mình không có chia sẻ được cho bạn, mình không lấy, mình chờ cái mình chờ tới 6 tháng sau mình mới mới cho họ mua thì sao, thấy không? Và cái thứ ba nó độc đáo, không có người nào có cái có cả. Thế là mình là phải là người đầu tàu đầu sóng, và mình đón tất cả được, phải không các anh chị? Các đồng ý vậy không? Thì bây giờ mời lại anh Cô Điên, anh Cô Điên có thể nói về làm sao những cái người nào có đủ điều kiện để trở thành và có được cái mã số, cái cách mua như thế nào, và tại sao nó cái tầm quan trọng, cái chiến dịch mỗi bàn đạp như vậy thì mấy chị sẽ có những cái lợi ích gì, thì nhờ anh Cô Điên. Ok, hồi nãy mình có nói rồi đó mấy anh chị. Mình nói thêm cái này, tức là cái sản phẩm sắp tới đó, mình tin rằng nó sẽ không quá vài tiếng đồng hồ, nếu mà không nói là không quá 2 tiếng đồng hồ mấy anh chị. Cái sản phẩm sẽ không còn nữa, tại vì cái số lượng ở Việt Nam quá ít mấy anh chị, quá ít, rất ít nữa là cả. Thành ra cái này là đang nó có một cái cuộc chạy đua đấy. Tại vì theo mình biết thì ở Cần Thơ với ở Đà Lạt không thôi cái số lượng nó cũng đã khá lớn rồi, đó là chưa kể Sài Gòn mấy chị ha, thành phố Hồ Chí Minh cái số lượng rất lớn mấy chị. Thành ra ngay từ bây giờ đó, một số mấy anh em nào mà quyết định dùng cái sản phẩm đó, tại vì nó rất giới hạn, LTO nó viết tắt chữ cái chữ là bán rất giới hạn mấy chị, người ta chỉ đưa ra một cái số lượng và ai mua trước và xong khi hết rồi đó thì người ta sẽ ngưng cho tới 6 tháng sau LTO một lần nữa và cả 1 năm sau mấy chị, thì người tiêu dùng mới có quyền được mua. Thành ra có thể nói ngay từ bây giờ mấy anh chị ha, cái giá của nó là 2,9 triệu, một số mấy anh chị nên chuẩn bị ngay từ bây giờ mấy anh chị. Mấy anh chị nói chuyện với lại một số mấy anh chị leader
mấy mấy anh chị mà chia sẻ cái cơ hội này với một số mấy anh em, cho một số mấy anh chị mới nếu muốn mua đó, mấy anh chị phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Và mấy anh em cũng đã biết cái cách như thế nào để cái ngày 14 tây tháng 9 mình chuẩn bị. Nhưng mà cái điều mà mình xin nhấn mạnh lại mấy anh chị ha, là cái thời gian mình nghĩ là nó sẽ rất ngắn để một số mấy anh chị có thể mua. Thành ra cái đó là một trong những cái cấp bách đó mà một số mấy anh chị cũng nên nên quyết định liền trong ngày hôm nay, hay là trễ lắm là ngày mai mấy anh chị. Vì mình không nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ kéo dài lâu. Và đương nhiên khi mà mình vừa có cái sản phẩm đó, trước hết là mình dùng cho chính mình mấy anh chị ha, rồi sau đó là mình chia sẻ với người khác. Nên mình cũng phải có cầm trong tay thường xuyên đó, để mình đi ra ngoài mình có thể mình nói, và đặc biệt nữa là mình dùng cho chính cá nhân mình và những người trong gia đình mình. Thành ra có thể nói đây là một cái cơ hội, và mình cũng cũng chúc mừng một số mấy anh chị là một trong những số rất ít người may mắn nghe được cái cơ hội này. Còn rất nhiều nơi người ta chưa biết, người ta chưa nghe, và hầu như người ta vì mình không có đủ thời gian mình gì để mà đi khắp mọi nơi để nói cho mọi người này. Thành ra một số mấy anh chị nên tận dụng cái cơ hội này. Ok, Du ơi, là anh chị nào có câu hỏi gì không? Chắc cái màn hình vừa hạ thấp thấp xuống chút xíu. Thấy tầng nhà thấy nhiều đó. Rồi. Rồi. Bây giờ ai có câu hỏi gì không thì mình cứ việc mở ra, rồi có sẵn Hà đây với anh Đinh đây thì có thể là Bác có câu hỏi, bác em muốn hỏi là cái thành phần của cái sản phẩm Wispen là cái gì? Mình mong câu ok. trả lời. Cái thành phần của Wispen hả? Thì tất cả những cái thức ăn mà khó kiếm trên toàn thế giới. Nó rất là nhiều. Tức là những cái thành phần ở trong này đều là tác dụng tự nhiên ở trong này ha. Ví dụ như là cái ngô tím nè. Ngô tím thì ở Peru. Ở Peru là cái một cái nước ở trong vùng Nam Mỹ. Rồi xong rồi cái cá hồi ở xứ Na Uy, cá hồi ở xứ Na Uy, cá mòi ở Japan, có rất là nhiều thứ mà những cái vùng miền của mình không có được, mấy chị có muốn mấy chị cũng có. Thì Hà thật sự Hà không có nắm, có cái bài ở đây, chờ một chút xíu nữa để Hà mở ra, thì Hà sẽ nói rõ chung đó. Những cái sản phẩm mà các anh chị không có tìm ra được trong cái thức ăn hàng ngày của các anh chị, dầu các anh chị có ăn sơn hào hải vị, ăn tất cả những cái gì như là chất bổ như là yến sâm nhung thì cũng có. Đây là những cái dược thảo thiên nhiên anh chị, và cái công thức của A-Slot đó, người ta patent, tức là người ta có cầu chứng tại tòa đó, và người ta không có tiết lộ những cái chi tiết về vấn đề kỹ thuật thôi. Đương nhiên cái thành phần thì mình biết anh chị ha, nhưng mà cái thành phần đó nó không quan trọng bằng cái công thức anh chị, cái công thức chế biến, và đồng thời làm thế nào để kích hoạt và có thể chỉnh sửa là những cái lỗi của những cái sự biểu hiện của cái gen đó. Cái đó là cả một cái công trình nghiên cứu 30 năm của một số lớn những cái khoa học gia, và đặc biệt nữa là từ một cái công ty hàng đầu mang của thế giới về chống lão hóa, nó được chính phủ Mỹ tài trợ, là LifeGen Technology và NuSil người ta mua lại nè. Một số mấy anh chị có thể tham khảo trên website mình có những cái chi tiết ở trong đó. Đây Về cái thành phần đó Du, có thể về là cái thành phần đó thì Du vào trong cái website của công ty của mình nuskin.com, xong vào của Mỹ xong xuôi rồi Du vào cái, không biết anh Linh có cho cái màn hình nó lên được không, level cái chỗ mà marketing á, thì trong đó là có tất cả những cái tài liệu đã dịch ra bằng tiếng Việt hết rồi, thì các chị cứ nhìn vào. Và mình cũng đồng ý với Uncle Dean là cái công thức mình nói về cái thành phần cũng giống như là ở trong A-Slot có hạt lựu hoặc là cái bông cải đi, mình nói là cái bông cải vàng, cái bông của cái cải hồng đó với lại cái hạt lựu, không có nghĩa rằng là mình đi ra mua cái trái lựu về mình xay mình ép mình uống, là tại vì cái công thức để cho nó lấy được cái thành phần tiêu biểu ở trong cái hạt lựu, chứ không phải là lấy hết cái nước hạt lựu đâu. Mình công thức để lấy một cái thành phần nào đó ở trong cái hạt lựu,
cũng giống như là người ta nghiên cứu được rằng là trái nho, à, trái nho mà phải là trái nho Nam Mỹ cơ, thì cái nho này ở trong cái vỏ của cái hạt nho, anh chị thấy không? Không phải cái vỏ nho mà vỏ của hạt nho, nó chiết xuất ra một cái chất là gọi là resveratrol. Cái chất chiết xuất này nó là chống lão hóa, mà cách đây hình như là 7 năm người ta đã tìm ra được, biết rằng là cái chất này là cái chất chống lão hóa. Bởi vậy là người ta bắt đầu đi trồng nho có hộp. Hồi xưa là cố gắng trồng nho không có hộp, à, rồi sau rồi bây giờ là nho có hộp lại xuất hiện, và mình nhai cái hộp nho đó là để mình lấy lại một cái phần nào đó gọi là resveratrol ở trong đó. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy, là vì Uncle Dean nói đúng là cái công thức để mình lấy cái chất resveratrol đó ra mới là quan trọng. Rồi cái công thức để làm sao nó vào tác động trong công gan của mình. Ví dụ cái này mình nói một chút xíu là LiveGen Technology là một cái công ty đã làm việc chung với Nu Skin, mình mua cái bản quyền. Vào năm 2010 thì LiveGen Technology họ nói là tôi đã tìm ra được giải mã những cái 2000 cặp gen có tác động đến sự lão hóa của con người. À, và các chị ai làm người muốn, và công ty Nu Skin của mình đã nhìn thấy cái hay của họ sau cái công trình 35 năm nghiên cứu, và họ mua cái công trình đó về. Nếu mà đưa cho một cái công ty nào khác đó, họ nhìn cái bản vẽ, cái giải mã của 2000 cặp gen này, họ sẽ mất đi 30 năm để nghiên cứu những cái thành phần tác động vào cái con gen đó. Cũng giống như hồi nãy họ nói là cái cà chua đó thì ăn khoảng chừng 5 kg thì mới lấy được một cái thành phần astaxanthin đó để tác động vào cái tế bào của chống về ung thư. Thì cũng như vậy, cái bản vẽ của cái 2000 cặp gen nó giống như công thức là nấu phở thì cần phải có gừng, có hồi, có cái gì đó, thì công thức nó có rồi. Nhưng mà bây giờ có những cái công ty nó cần phải đi kiếm cái hạt hồi nó ở đâu, và cái hạt hồi ở chỗ nào thì mới tác động vào cái con gen nào, thì hai cái bản vẽ nó sẽ đi lệch. Nhưng nhờ công ty Nu Skin của mình, cái mô hình và cũng như là cái tâm nguyện là suối nguồn tươi trẻ, đi tìm cái sự tươi trẻ trong cái cuộc sống để đưa lại cái sự gọi là lão hóa, đi tìm về cái căn nguyên để chống lão hóa. Và họ đã nghiên cứu cũng có thời gian dài gần hơn 20 mấy năm, thì tất cả những cái sự nghiên cứu đó nó đã nằm ở đây rồi, nằm trong một cái bản vẽ. Và người ta biết rằng là trong cái trái cà chua, cái góc độ nào cà chua mấy gì, thì người ta sẽ có một cái bài rất là dài, rồi nó người ta mới nghiên cứu các lớp thành phần, và người ta chỉ lấy một cái thành phần nào đó ở trong trái cà chua tác động vào cái con gen nào đó của cái bản vẽ của LiveGen Technology, người ta mới kết hợp nó lại để mà tác động vào đúng cái con gen cần thiết. Đó là cái công thức mà Uncle Dean mới vừa nói về, chứ không phải rằng là nói ồ trong đó có cái gì, tôi muốn cái gì để tôi biết tôi ăn. Thật sự nếu anh chị ăn thì anh chị sẽ không bao giờ đi thẳng vào cái gen mà nó đang khao khát và chờ đợi, mà phải có đúng nguyên tố đó, cái chỉ số hóa học ABCD gì đó, thì họ nghiên cứu, họ chỉ lấy một phần nào của cái trái cà chua đem vào. Về bắp màu tím chẳng hạn, thì trong này cái con cá mòi mà phải là ở vùng lạnh của biển, ở biển Nhật Bản là dòng nước lạnh, thì cái cá ở trong đó nó mới cho mình vitamin K, nhưng mà K2. Vừa rồi vitamin K là về bổ máu, về giúp máu thôi, nhưng mà K nó có nhiều loại, chữ K đó, chữ K đó thì có nhiều loại. Thì bây giờ cái K2 này để điều tiết những cái lượng máu, để điều hòa trong người của mình không có bị đông bất thình lình, mấy chị thấy không? Thế đó, mà cái K2 này là phải lấy từ cái con cá mòi đó, mà cái trong cái con cá mòi đó không phải là lấy con cá mà ép, mà trong họ tìm ra trong cái con cá mòi này có cái nguyên tố cần thiết bảo vệ cái K2 trong cơ thể của con người, và họ chỉ lấy cái nguyên tố đó ra thôi. À, thành ra là mấy chị thấy công thức nó rất là công phu và cần 30 năm công ty của người ta tìm ra, nhưng mà công ty Nu Skin của mình là sao, đã có 20 mấy năm nghiên cứu về từ lâu rồi, thì khi mà hợp lại đó thì nó mới là một cặp tuyệt vời để tạo ra cái dòng Aslock. Chứ nếu mà những cái công ty khác mà dù họ có biết được và mua được bản quyền,
thì họ vẫn phải đi sau 20 năm. Bởi vì công ty Nu Skin của mình lúc mà mua được cái bản quyền này thì ông Joe Chen là Chief of Executive của cái Nu Skin, ông nói là the game is over, cái cuộc chơi đi kiếm về cái hành trình đi kiếm về sự trẻ hóa bất tử trong con người của mình đó, tức là trẻ mãi không già đó ở trong con người của mình, nó đã chấm dứt. Vì tôi, công ty chúng tôi, công ty của Nu Skin đã tìm ra cái công thức và bản vẽ giải mã rồi. Nếu mà anh chị bây giờ có muốn đi tìm cũng phải 20 năm sau anh chị mới bắt được cái đào lưu cũng như là cái nghiên cứu của chúng tôi. Ông dám tuyên bố một câu như vậy là tại vì công trình và hai bé giống như là một cặp vợ chồng rất là xứng đôi vừa lứa để mà ghép lại với nhau, chứ không phải là một cái công ty ABC gì đó mà họ chưa bao giờ nghĩ tới cái gen là gì hoặc là cái gì tác động, thì họ phải cần 20 năm thì nó mới phối hợp cái công trình của Life Science Technology. Thứ hai nữa là vào 2014 có cái đặc điểm là hai người của công ty Life Science Technology được giải Nobel về cái gen lão hóa trong con người. Mấy chị coi ngược trở lại 2014 thì hai người đó đã làm cho công ty Life Science Technology, thì chứng minh rằng là trên thế giới đã công nhận cái sự lão hóa nguồn gốc nó đến từ đâu của hai người đó. Tại vì hai người, tại vì họ phải nêu danh từng cá nhân, nhưng mà cái người cá nhân này họ làm cho cái tập đoàn này, thành ra mình cũng hãnh diện là cái công trình chống lão hóa của Life Science Technology đã được công nhận trên cái giải Nobel về cái nhân đạo giúp cho con người được mình sống trẻ sống khỏe. Ok, đó là hai cái phải như vậy. Thành ra cái anh hồi nãy nói những cái thành phần công thức thì nó có một cái ở trong đó nó rất là nhiều. Bây giờ mình nói bất thình lình không có lấy ra hết và nhớ được, nhưng mà mình biết rằng là những cái thức ăn có một cái câu mà Dr. Joe Chen là ngày hôm qua Hà có nói chuyện với ông cũng nói là giải thích, thì ông chỉ nói rằng là các bạn không bao giờ nghĩ tới mình có thể ăn được những cái món ăn này, những cái thức ăn này, tại vì nó nằm trên toàn thế giới. Nếu bạn ở bên Việt Nam chẳng hạn thì bạn có ăn được cái trái cây ngô màu tím hay không? Mà ở đâu để nhập trái ngô màu tím? Hoặc là bạn có ăn được cái con cá mòi có đầy dinh dưỡng vitamin A đó, và bạn có mua con cá ở cá cơm chứ, cá cơm là vitamin K, bạn có mua được ở bên cái vùng biển lạnh của vùng Bắc Âu đó, có một con cá loại giống như cá mòi Na Uy của anh Cô Đi mới vừa mua đem về ăn đó, thì cái con trong cái con cá đó nó làm cho máu mình không có bị đông được không? Và dù cho một cái người mà họ nói tôi bỏ rất là nhiều tiền, có cái người bạn ở Việt Nam họ nói là mua cao hổ cốt, thì ông nói trong phân tích hóa học cái họ chỉ nói là xưởng nấu ra để cho bổ xương, nhưng mà nếu cái công thức đó này không có cái dòng giống như mà chỉ ăn những cái đồ ăn bình thường thôi, rồi từ từ nó sẽ tung ra ngoài cũng phí tiền, tại vì phải có công thức để nó thẩm thấu. Phải có công thức để thẩm thấu. Nếu không có công thức để thẩm thấu cái công thức Islop là cái bản quyền đó, thì bây giờ đúng ra là gần 20 năm mình tìm ra rồi, nhưng mà mình không có công thức nào để nó đưa phản thẳng vào trong người của mình, thành ra vẫn cứ chạy vòng vòng. Bây giờ đúng là hai bên đã hợp tác và nó đưa đúng cái chỗ mà cần thiết. Đó là cái công nghệ Islop. Nói ra là cái công nghệ Islop là cái quan trọng, cái thành phần mà mình không kiếm được trong, dù mình có ăn lành mạnh, ăn sang trọng, ăn kiểu nào đi nữa, mình cũng không bao giờ tìm ra được những cái hợp chất. Và dù mình có ăn đi nữa, mình cũng không có có những cái sự xúc tác vô môi đều đặn để cho nó được thẩm thấu và hòa tan. Nếu mà anh chị ví dụ như là nói về nước gất đi, tại sao nước gất thì ở Việt Nam cũng có vinagất, cũng có gất này gất kia, nhưng mà người ta không có xài màu gất. Gớt, mấy chị lấy gớt thịt, mấy chị nấu xong, người ta chỉ lấy cái màng, mấy chị nấu như là trái mít hay là trái gớt hay là trái sầu riêng, nó có cái màng rất là mỏng mà như là cái vỏ lụa đó, thì trên cái màng của cái vỏ lụa đó nó có một cái loại béo đặc biệt
nó giúp cho mình được giải quyết tất cả là cái chất dung môi xúc tác để làm những cái chất gì bỏ vào trong người của mình nó được thẩm thấu một cách tốt. Nó chỉ lấy cái màng đó thôi, còn cái phần thịt thì người ta không có lấy đó. Mấy chị có nghiên cứu được như vậy, mấy chị có ăn được bao nhiêu cái màng gấp đó để lấy cái chất béo đó ra. À, thành ra là cái công thức nghiên cứu cũng cũng rất là sâu sắc, chứ không phải là nói ví dụ một cái ví dụ nữa là cái nấm linh chi. Thì hiện tại thì mình cũng thấy là nấm linh chi là một có mười mấy nhiều màu khác nhau, thì màu đậm nhất là màu tốt nhất mấy chị nên uống. Nhưng mà khi mấy chị chặt cái cây nấm linh chi nó cứng gắt à, mấy chị chặt ra mấy chị nấu thì nó lại đắng gắt à. Nhưng mà mấy chị nấu cái đó là trở thành độc tố. Mấy nhiều người là cắt ra pha trà, nhưng mà mấy chị không ngờ mấy chị đã làm hư cái hệ thống tạo tủy của mấy chị mà mấy chị không biết, tại vì nấm rất là độc. Mấy chị để ý lại tốt nhưng mà không tốt. Thành ra khi mà nghiên cứu rồi thì cái nấm linh chi đó mấy chị lật ra, nấm này nó có một cái màng trong, nó có những cái phấn, chỉ có những cái phấn đó mới là tốt thôi, còn nguyên tất cả cả cây cả thân của nó không có tốt. Mà công ty mình đã biết được và chỉ lấy cái crack for, tức là những cái thành phần rất là nhỏ để lấy lại bỏ trong cái nấm linh chi của mình để mình có thể tăng hệ miễn nhiễm. Còn nếu mà mình chỉ không biết, mình chỉ lấy nguyên cả cái cây đó cái chị nấu uống thì thành phần ở trong gốc và trên cái nắp nó là công phản ở dưới tạo thành cái hoại huyết, chỉ có vậy thôi. Thành ra cái nghiên cứu khoa học là quan trọng, thành phẩm để mà đưa vào con người của mình qua cái quy trình 6S giúp cho mình rất là nhiều, mình phòng chống rất là nhiều thứ. Anh chị có thắc mắc gì nữa? Ok, thì vừa rồi là cô Hoàng Hà chia sẻ tất cả các chị ta về thành phần những công nghệ của cái sản phẩm của mình ấy. Và bây giờ các anh có ai có câu hỏi thì cô sẽ lại hỏi trực tiếp luôn. Cách kinh doanh thì nhớ nhà sẽ lại hỏi trực tiếp về công việc này. Kinh doanh thì cũng muốn làm kinh doanh nói trước hết thì mình biết được thành phần của nó, thứ hai mình biết được là cái cơ chế tác dụng của nó, và khi mình biết được thành phần thì biết cái thành phần đó người ta chiết xuất bằng các phương pháp nào. Tức là đây cô đang nói là chiết xuất bằng phương pháp tạo ra đen, tức là ghép các cái hai cái mảng để cho nó thành tạo thành một sản phẩm. Ở đây có ai có những câu hỏi nào thêm để hiểu sâu hơn? Cơ chế thì như thế nào để cho người ta hiểu? Vâng. Anh Bạch Dương Ngô có khỏe không? Ok, thì nếu mà chúng ta không có câu hỏi nữa thì phần cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, chúng ta 8 phút nữa chúng ta sẽ chia sẻ về cái câu chuyện mà vừa rồi chúng ta đã chia sẻ về tầm nhìn của sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ về công nghệ sản phẩm này. Và đến bây giờ chúng ta có phần cuối cùng, mình có thể các anh chị chúng ta chia sẻ về cái lý do tham gia công việc này. Thì bây giờ có thể là xin mời từng người một ạ. Thì chú Đi có thể là xem ra có những ai có thể chia sẻ cái lý do mà các anh chị chúng ta tham gia với kinh doanh cái sản phẩm độc đáo như của New Skin. Thì chú Đi có thể xem trong cái mở like với tất cả mọi người, đúng không ạ? Một số người nhất định đó. Ok, thì bây giờ để chú chuyển qua ai đó đi ha. Tại vì chú không biết là có ai trong cái... Chờ chút, như là chú chuyển cho ai hả? Chú chuyển cho... Thấy chưa? Để chú chuyển cho Du, Du đang ở line nào vậy? Tôi đang ở line Teresa Nguyễn đấy. Ok, rồi Teresa. Rồi Teresa rồi đó. Ok. Thì sau đây thì đầu tiên thì Du xin mời một người chị ở Úc Việt. Xin mời chị Trần Thị Thanh ạ. Để cháu mở tắt mic của chị Thanh. Chị Thanh ở Úc hả? Dạ vâng ạ. Việt Thanh có không Thanh hả? Không, nhưng mà chị đang ở Việt Nam. Thanh đang ở Việt Nam. Thanh vừa mới về Việt Nam. Thanh đang ở Vũng Tàu á. Thanh đang về Vũng Tàu rồi. Ok. Hello. Có màn hình không? Chị
Màn hình có 6 người lên hết rồi. Ok, mâm ra. Ok. Thôi, cô cứ ở đó đi. Cô ra cho Thanh vào. Năm rồi đó, Thanh vào đi. Ok, thế rồi. Em đang online bằng bằng iPad. Vô được rồi nè, Thanh vô rồi đó. Ờ. Mấy chị ở Thanh. Chị Thanh tham gia được này không? Em đang ở quê, em đang ở Vĩnh Phúc. Xin chào anh Đinh và cô Hà và chào tất cả mọi người. Ok, chào Thanh. Đấy. Dạ, cho em chia sẻ một chút về thì nói về vì sao mà em dùng sản phẩm và vì sao em đến với Nu Skin. Thì nghĩa là em cũng may mắn nhờ được về thăm về quê và gặp lại người bạn Thu Minh. Và từ Thu Minh mà em mới quan tâm đến sản phẩm. Cũng may là lúc trước em không quan tâm lắm vì bởi vì là em cứ nghĩ là em có sức khỏe rồi, em trẻ và em khỏe rồi cho nên em không chưa bao giờ em dùng đến sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là những cái dòng sản phẩm này á. Cho nên từ lúc mà em biết được đến sản phẩm thì em tìm hiểu thì em tự nhiên em bị yêu sản phẩm luôn. Thì chắc Du cũng giới thiệu thêm á, chị Thanh là đã từng là vô địch quốc gia về cái môn chơi golf. Em là online của chị Thanh. Thì là chút thực lòng là em chị Thanh thì không quen biết nhau. Chị Thanh là một nữ vô địch quốc gia năm 2012. Nghe không rõ lắm Du ơi. Du có một câu hỏi đặt ra cho chị là tại sao khi mà Nu Skin ở thì thực ra là hệ thống lưu viện của mình anh đi thì ở Vĩnh Phúc chưa nhiều. Nhưng mà tại sao chị ở đấy chị vẫn làm và bằng cái cách nào mà chị kết nối với mọi người để có thể làm mình chị ở nơi như vậy. Nghe rõ không ạ? Này nè. Hàng ngày chị nghe webinar mà hàng ngày được nghe các anh chị em và các leader như anh Vin, cô Hà ngày nào chị cũng được nghe và chị học hỏi. Học hỏi từ các anh chị em leader với Sideline. Cho nên chị kết nối thôi. Là chị muốn nói chuyện cho Thủy với là tất cả mọi người nghe. Mình là ở Mỹ nhé. Thanh là ở Úc nhé. Mà mình thấy rằng là cái vấn đề là thế giới này mình trở thành thế giới phẳng rồi. Là nhờ cái công nghệ thông tin và mình có thể tiếp nối nói chuyện hàng ngày. Thì trong ở Việt Nam thì mình có webinar vào lúc 21 giờ. Ở Mỹ là mình sẽ có webinar vào lúc 7 giờ rưỡi sáng. Cũng như là những cái webinar buổi tối, buổi 21 giờ ở châu Âu, 21 giờ ở Việt Nam, 21 giờ ở Mỹ. Tức là mọi nơi đều lúc vào 21 giờ và mấy chị cứ nhìn vòng quanh cái bản đồ của thế giới. Mấy chị nằm cái góc 21 giờ ở chỗ nào và anh chị cứ việc vào và thấy là Thanh đã sử dụng rất là nhiều và mời rất là nhiều bạn bè vào tham gia bằng cái webinar mà thôi.
Và nhờ qua cái webinar, Thanh học hỏi rất là nhiều từ cái webinar châu Âu, những cái club đọc sách buổi sáng vào lúc mà Hà đọc sách mới vừa rồi đó. Thanh, nếu mà ở Úc, Thanh vẫn vào và mời rất là nhiều người vào. Tức là lúc nào mấy chị nhìn cái lịch, lúc nào có người và mấy chị cho họ vào để học hỏi, mấy chị không rất là tự nhiên. Và Thanh đã từ phát triển được cái đội nhóm qua những cái webinar, những cái mà thâu hình như thế này. Và Hà là người chứng kiến cái sự trưởng thành của Thanh. Thanh hồi này đã đẹp ra và nói rất là giỏi. Và hiện tại có một cái đội nhóm, nhờ như vậy mà cái đội nhóm ở bên Úc cũng là đang phát triển. Đó là cái cách mà Thanh đã làm, mà mình đã công nhận và mình là người thấy cái sự trưởng thành đó. Cảm ơn cô Hà. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Và cái người thứ hai mà Du muốn mời và cũng là cái người sau cái người này sẽ đến là chú Đinh sẽ chia sẻ lại cái cuối cùng để gửi gắm lại tất cả cái thông điệp của Đinh. Thì cái người cuối cùng là người tiếp theo, Du mời anh mà đang có camera đấy, khởi quay cam đấy, anh Dương được không ạ? Chia sẻ một chút với tất cả các anh chị chúng ta ở khắp mọi nơi đúng không ạ? Anh Dương là một chủ doanh nghiệp và đây có một số anh chị chủ doanh nghiệp đúng không ạ? Chúng ta có thể chia sẻ là tại sao mà một chủ doanh nghiệp anh Dương lại làm cái việc này. Ok, đi mở mic hộ anh Dương. Ok. Ok rồi. Dương nói được rồi Dương. Dạ vâng. Xin chào chú Đinh, chào cô Hà, Hà, chào tất cả mọi người. Hôm nay Dương cũng rất là vui được chia sẻ một chút xíu về cái cơ duyên và cái lý do tại sao Dương này. Mọi người nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ vâng. Cái cơ duyên đầu tiên mà Dương 60 phút Dương quyết định Dương làm cái công việc này bởi hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là Dương được nghe trong 60 phút đó, nó là một cái cơ hội và giúp cho Dương có một cái tầm nhìn nó đúng đắn hơn, quyết định để mình tham gia và đồng hành với một cái sản phẩm đó là công nghệ gen. Mình thấy rằng là tất cả trên thị trường này không có một cái công ty nào nói đến công nghệ gen. Cái thứ hai nữa là phân phối độc quyền. Độc quyền là thứ nhất, cái độc quyền của mình nó là ở tại công ty duy nhất ở Việt Nam, chỉ có hai nơi, đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cái tiếp theo nữa là mình khi mình quyết định mình làm ấy, thì mình được sử dụng cái R Bình Phương và cái Lifepack. Thì mình trước khi mình vào với cái cơ hội Luskin này thì đầu của mình nó không khác thì hai cái bố máy đập trong đầu. Đầu nó đập nó đau cả lửa trái, đau cả lửa phải, nhưng mà mình dùng đúng 3 ngày thì hết đau đầu. Cái thứ hai nữa là toàn bộ cái khu vực vai gáy của mình ấy, nó đau mỏi kinh khủng. Mỗi khi mà lái xe về đến nhà thì đều phải có một cậu mà massage thì mới ngủ được. Và cứ 2 ngày thì cậu phải massage cho mình một lần. Thế mà mình dùng sau 7 ngày thì mình thấy rằng là toàn bộ cái vai gáy của mình nó khỏi. Đó là những cái mà lý do tại sao khi mà Dương quyết định tham gia trong 6 tháng thì chưa có một ngày nào mà Dương không chia sẻ, không đồng hành cùng với lại tất cả những bạn rất là trẻ như là Đồng Công Du, bạn An Trương và Chê Ra Thủy. Thực sự là mình vào đây mình học hỏi được rất là nhiều, học hỏi được là mình có một cái tầm nhìn nó đúng đắn hơn là các bạn trẻ và ngay cả bản thân mình được hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Mình được tiếp xúc với lại tất cả những cái người mà đã có những cái kinh nghiệm, những thành công nhất định trong cuộc sống và đặc biệt là trong cái môi trường này. Bản thân mình được hoàn thiện và mình thấy rằng đây nó là cái môi trường rất là văn hóa. Với công việc kinh doanh truyền thống của mình thì mình rất là vất vả, phải lo lắng rất là nhiều việc. Từ cái việc lo lắng đầu vào đầu ra, lo lắng đến cho cái việc mà phải trả lương cho công nhân này, lo lắng đến cái việc thu hồi công nợ. Thì vào đây thì mình thấy tất cả mọi người kinh doanh nhưng mà không phải lo lắng cái gì hết. Từ sản phẩm cho đến tất cả mọi cái thứ mà mình đang lo thì bây giờ mình không phải lo gì cả. Mình chỉ lo cái duy nhất là cái mà mình đi ra ngoài chia sẻ và xây dựng hệ thống. Thế thì mình học được ở đây tất cả mọi người thành công là gì? Mình phải vượt qua cái ranh giới bản thân mình. Thế thì mình chia sẻ với mọi người là mình khi mình bước chân vào với công việc này là cái tôi của mình. Cái tôi của mình nó không còn ở trên đỉnh đầu nữa mà nó đã được đưa xuống đất.
Có như vậy thì mình mới có thể là bước chân ra ngoài, chia sẻ với những người khác, đồng hành với lại tất cả mọi người. Và mình hiểu được là cái văn hóa, cái môi trường này là phải giúp đỡ tất cả những người khác thành công thì mình mới thành công. Và mình thấy là càng đi thì càng thấy, mình càng đi càng thấy sáng. Sáng tới mức mà mình cảm nhận thấy rằng tất cả những công việc mà trong cuộc sống đời thường này là mình không có, mình không tìm thấy đâu ra. Và đến đây thì mình thấy rằng là mình có tất cả. Cộng với là cái nữa là mình có quan hệ trên 53 quốc gia, 63 tỉnh thành, đều có cái cơ hội. Khi mà mình thành công thì một người sẽ đạt được ba cái giá trị. Cái giá trị thứ nhất của một người thành công trong xã hội là gì? Mình thấy được rằng là như một người như chú Đin, như tất cả những người thành công khác, người ta như là một người thầy, chia sẻ với tất cả mọi người cùng vào một giờ, cùng một thời điểm. Rất là nhiều người có thể học hỏi đều ngưỡng mộ, rất là ngưỡng mộ những người thành công trong môi trường này. Cái người thầy thứ hai là giúp cho Dương, giúp cho tất cả mọi người phòng tránh được bệnh tật. Cái người thầy là người thầy thứ hai là mình thấy rằng là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là họ đưa tất cả những cái cách sống, cái tư duy, cái nhận thức trong cuộc sống phòng tránh bệnh tật, và chúng ta không phải mắc đến những cái bệnh tật và không bao giờ phải lo đến cái việc gặp bác sĩ. Cái người thứ ba nữa là mình thấy cùng là một người mà có thể thành công được. Ở cái văn hóa, cái môi trường này mình thấy rằng là mọi người khi vào á, cái bản thân như Dương là một chủ doanh nghiệp, nhiều khi nói cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng mà vào đến kiểu như bạn trẻ Đồng Công Du đứng trước cái hội nghị hàng nghìn người, nói rất là mạch nạ, rất là tự tin. Thế thì mình thấy rằng là một người như là Đàm Vĩnh Hưng, như là Mỹ Tâm là những ca sĩ hát rất giỏi. Nhưng mà đấy là cái thể hiện bài hát của một nhạc sĩ nào đó, mà họ hát họ cũng phải tập luyện rất là nhiều. Nhưng mà bản thân như là những người làm Luskin, như Đồng Công Du hát bằng trái tim, thì mình thấy rằng là cái trái tim này sẽ chạm đến trái tim rất là nhiều người. Và mình thấy rằng một người từ bạn trẻ như Đồng Công Du, như là chú Đin, ở hai một cái khoảng cách, cái độ tuổi rất là khác nhau, nhưng họ đạt được cái giá trị gần tương đương nhau. Đến một ngày nào đó chắc chắn là Đồng Công Du không phải là bằng tuổi chú Đin, Đồng Du cũng đạt được cái điều đó. Và mình thấy thực sự là ngưỡng mộ với cái môi trường này, ngưỡng mộ tất cả những con người mà phấn đấu đến một cái điểm nhất định. Và đây là tất cả những giá trị tại sao mà Dương tham gia và quyết định đồng hành với cái công việc này đến mãi mãi. Okay, xin cảm ơn đã chia sẻ với rất là tuyệt vời của anh Ngô Bình Dương ạ. Thì anh Ngô Bình Dương trước đây là một chủ doanh nghiệp, và dưới anh Dương cũng khoảng độ hơn 200 công nhân. Tuy nhiên là khi anh Dương biết cái cơ hội này thì anh Dương hiện tại đã gác cái doanh nghiệp của anh Dương lại và tập trung 100% thời gian trong công việc kinh doanh với chuyên này. Và dù tin một điều là trong thời gian rất ngắn anh Dương đã đạt được rất nhiều thành công trong công việc này. Và sau đây thì cái lời cuối cùng mà Dương muốn mời đến ấy, có thể chia sẻ lại tất cả chúng ta một lần cuối cùng ấy, và có những cái dặn dò cho cái thị trường Ninh Bình của chúng ta cũng như cho cái thị trường mà trên cái mạng internet của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây nữa chúng ta có thể xin có những cái chia sẻ cuối cùng cho cái buổi ngày hôm nay. Ok, cảm ơn Du, cảm ơn chị Hà, cảm ơn Dương, Thanh, rồi một số mấy anh chị khác chia sẻ trong cái buổi hôm nay đó. Thực tế ra cái điều sau cùng mà mình muốn chia sẻ với lại một số mấy anh chị đó, nó cái cơ hội mà mình đang có ở đây mấy anh chị, nó không phải là một cái kinh doanh bình thường. Nếu mà kinh doanh hay là làm ra tiền, hay là những cái cơ hội, những cái phương tiện mà để mình làm ra tiền đó, thì có thể ở ngoài kia nó có khá nhiều mấy anh chị, chứ không nhất thiết là phải làm nuôi sinh thì mới làm ra tiền. Cái mà mình muốn chia sẻ mấy anh chị ở đây đó là cái cơ hội đối với nuôi sinh nó hơn cái điều mà mình phải đi làm vì cơm áo gạo tiền mấy anh chị. Mình nghĩ một trong những cái tinh hoa đó là khi mà mình giúp người khác đạt được cái người ta muốn đó, thì mình có được cái mình muốn. Mình nghĩ cái nguyên tắc mấy anh chị, những cái nguyên lý ở trong trời đất, cái vấn đề mình cho và mình nhận, nó thể hiện ở rất nhiều tôn giáo. Nhưng mà thường thường mà giữa trong kinh doanh đó, mình ít khi mình thấy nó, cho tới khi mà mình tham gia vào Nusin thì mình mới thấy rõ những cái triết lý đó nó nằm ở trong cái việc mà mình làm mỗi ngày. Và cái đó nó mang lại cái niềm vui mà gì. Cũng giống như vấn đề ở đây đó, mình không phải là cái vấn đề mình làm cho tiền mà gì, không phải là mình làm cho nhiều tiền, mà giàu là nếu ngày mai mình không làm nữa thì mình sống được bao lâu mà gì. Và cái đó nó thôi thúc, nó đặt một cái câu hỏi rất lớn đó, để coi cái thử là cái việc mà mấy anh chị đang làm, nếu mình không đi làm nữa mà gì, thì liệu mình sống được bao lâu. Thành ra cái mà mình đang đi tìm đó là một cái cơ hội mà nó mang lại cái thu nhập thụ động đó.
Và bên cạnh đó mình gì, tiền nó chỉ là vấn đề tài chính, nó chỉ là một phần ở trong cái bánh xe của cuộc đời thôi. Mình còn có vấn đề thời gian, mình còn có vấn đề sức khỏe mình gì. Và cái mà mình muốn ở đây là gì, nó cái đồng tiền đương nhiên nó quan trọng mà nhỉ, nhưng mà còn quan trọng hơn là cái sự tự do mà đồng tiền nó mang lại. Thành ra mình mong là một số mấy anh chị nên trân trọng cái cơ hội mà mình có trong tay đó. Nó không như là một cái kinh doanh mình mở quán cà phê hay là mình làm cái gì khác đó mình. Nó hoàn toàn nó khác. Thành ra một cái điều mà có thể nói là mỗi đêm đó, mình đi ngủ đó, thì cũng đã có người hỏi mình cái câu này là không biết anh Điên có sợ cái gì không đó. Thì cái câu trả lời của mình là mỗi đêm mình đi ngủ mấy anh chị, mình có một cái nỗi sợ đó. Là cái nỗi sợ đó là rất nhiều anh chị không thấy được cái cơ hội này. Có thể mấy anh chị thấy, mấy anh chị cảm nhận nó là một cái cơ hội làm ra tiền, nhưng mà cái điều đó nó không ngừng ở đó mấy anh chị. Nó không ngừng ở cái vấn đề là mình làm ra tiền đó. Cái cơ hội này là cái mà nó chia sẻ với cả cái cộng đồng. Và có thể ví dụ như ở Ninh Bình mấy anh chị ha, nội ở trong cái vòng bà con bạn bè mình trong thời gian sắp tới mà chị, cái điều mà mình giúp cho người ta thứ nhất có cái sức khỏe từ cái sản phẩm, cái đó là một cái mà chị, cái bên cạnh cái thứ hai đó là cái chất lượng của cái cuộc sống. Mà mình nghĩ là qua cái cơ hội này mấy anh chị có thể cống hiến, mình phục vụ, mình phụng sự cho cả cái cộng đồng, cái trong dòng tộc, trong bà con, điều đó là trong cái tỉnh thành của mình ở mà chị. Và chắc chắn là sau khi mà cái tỉnh thành của mình ở, sau khi cái gia đình, sau khi cái tỉnh thành của mình ở đó, nó còn đi rất xa rồi cả thế giới. Là tại vì sao, mấy anh chị muốn hay không muốn, những người bạn của mình, người ta đều có thân nhân bạn bè ở khắp mọi nơi. Thành ra nó không chỉ là mình có thêm cái thu nhập này, mà đây có thể nói nó là cả một cái công việc rất lớn, nó tạo một cái dấu ấn cho cả cái thế hệ mình và cho thế hệ con cháu này. Anh thành ra mình mong một số mấy anh chị nhìn xa hơn mấy anh chị ha. Mình nó không ngừng ở cái đồng tiền mà mình cầm về để mà mình nuôi sống gia đình mình. Cơ hội này nó rất lớn, nó không có giới hạn của nó. Và qua cái cơ hội này mấy anh chị có thể đi xa hơn mấy anh chị. Cũng giống như Đồng Công Du, mình không tưởng tượng nổi một chàng thanh niên trẻ mà bây giờ có cơ hội đi khắp mọi nơi trên thế giới. Tháng 10 này Du có cơ hội qua Mỹ, và mình thấy ngay trước mắt mấy anh chị là một thời gian sau có thể Du sẽ là một cái công dân của thế giới, chứ không phải là công dân của Việt Nam hay là công dân của Mỹ. Du có thể ở bất cứ nơi nào Du muốn mà chị. Thành ra một số mấy anh chị có con em đấy, đây là một cái cơ hội mà qua mình mà chị, vài mươi năm sau nó là một cái cơ hội, nó mở cửa cho cả cái thế hệ con cháu mình có thể hội nhập, cho có thể đi qua Mỹ sinh sống hay là sống ở bất cứ quốc gia nào mà con cái mình muốn mà chị. Thành ra cái cơ hội này nó không phải chỉ là để làm ra tiền mà chị ha, mà mình mong là một số mấy anh chị có thể nhìn xa hơn như vậy. Và cái cơ hội này nó không có kéo dài lâu mấy anh chị. Cũng giống như cá nhân mình xin chia sẻ với mấy anh chị đó là mình cho phép mình chỉ trong vòng 3 năm tới, năm 2025, 2026, 2027. Và mình mong một số mấy anh chị cũng tương tự mấy anh chị. Mấy anh chị cho phép mấy anh chị trong vòng 3 năm tới, và đặc biệt là cái cơ hội LTO nó sắp tới vào tháng 9. Mình phải quyết liệt với cái cuộc đời của mình mấy anh chị. Mình không thể nào du di, mình trì hoãn. Và có thể là một số mấy anh chị cũng đã trì hoãn cái tương lai của mình, hay là những cái cơ hội nó đã tới. Người ta nói trong cuộc đời của mình cái cơ hội tới nó không nhiều lần mấy anh chị, nó tới một hay là hai lần thôi. Cái vấn đề là mình phải mở cửa, mình đón nó, cái thứ nhất mấy anh chị. Và cái thứ hai mấy anh chị, mình phải quyết liệt với nó, mình phải quyết liệt với cái tương lai của mình mấy anh chị. Có đôi lúc mấy anh chị cũng nên tự nhận đó là mình mắc nợ với gia đình mình một cái sự quyết liệt, một cái sự quyết định, và đồng thời mình phải quyết liệt với cái quyết định đó mấy anh chị. Ở đây nó không có đòi hỏi mấy anh chị làm gì ghê gớm thôi. Không cần, nó không có nhất thiết phải mấy anh chị làm kinh doanh hay là mở một cái cơ sở kinh doanh đó, thì cái đó nó khó rất nhiều mấy anh chị so với lại cái cơ hội mà mình có trong tay. Nó quá đơn giản mấy anh chị ha, phẩm chia sẻ với người khác và đi tìm những người bạn của mình làm giống như mình mấy anh chị, người ta cũng dùng sản phẩm chia sẻ với người khác. Nó chỉ có một cái mấy anh chị này, mấy anh chị cần cái sự tập trung thôi, mình quyết liệt, mình tập trung. Và chắc chắn ở ngoài kia mấy anh chị có rất nhiều người, người ta chọn cái cuộc sống bình thường mấy anh chị. Thành ra mình có thể nói với mấy anh chị đó là mình không tin là có con người tầm thường mấy anh chị nhé, mà mình tin là chỉ có con người mình chọn cái lối sống tầm thường đó. Và mình mong một số mấy anh chị, nếu mà mình nghe cái chương trình ngày hôm nay mấy anh chị, và mấy anh chị đang tham dự cái chương trình ngày hôm nay, chắc chắn mình không muốn mình là người tầm thường. Mình muốn thuộc vào 5% của những người mà người ta thành công mấy anh chị. Nếu vậy đó thì mình nên làm những gì mà cái số 5% đó người ta làm. Có nghĩa là cái việc của mình làm 95% người ta không muốn mà chị, người ta không muốn làm. Cũng giống như giờ này mà chị ha, đáng lẽ là mình ngồi nhà mình coi tivi hay mình đang ngủ, mấy anh chị đang ngồi
và nghe cái chương trình này mình nghĩ mấy anh chị không bình thường thế nào. Thật ra cái cách mà mình chọn mấy anh chị, tức là mình phải quyết liệt, và mình mong là một số mấy anh chị qua cái chương trình mặc dầu tuy ngắn ngủi đấy, nhưng mà mấy anh chị có được cái sự quyết định mấy anh chị, và mình tin rằng 5 năm sau khi mấy anh chị nhìn lại đó, mấy anh chị sẽ vui và mấy anh chị thầm cảm ơn cái người mà giới thiệu mấy anh chị cái cơ hội ngày hôm nay, cũng giống như giúp mấy anh chị quyết định, vì mình tin rằng cái quyết định đó nó sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả mấy anh chị đã lắng nghe đó, và rất mong là mình sẽ có dịp gặp lại mấy anh chị trong cái thời gian sắp tới khi mình có dịp về Việt Nam. Và sẵn đây thì mình cũng mời mấy anh chị là tháng 8 mình có một cái sự kiện rất lớn mấy anh chị ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Nếu mấy anh chị vào, mấy anh chị tham gia được cái Success Olympic, đó là một cái sự kiện rất lớn. Và tháng 10 mấy anh chị, nếu mấy anh chị có xin được visa đó, mình cũng mời một số mấy anh chị qua Mỹ và có thể ghé ngang cái vùng mình đang ở phía đông mấy anh chị. Tức là nếu mấy anh chị qua đó thì có thể là mình sẽ có một vài ngày mấy anh chị ha, mình sẽ đưa mấy anh chị đi chơi. Và sẵn đây thì cũng rất mong là gặp lại tất cả mấy anh chị ở Mỹ chẳng hạn. Đó là một cái cơ hội mà mình tin là mấy anh em mình sẽ gặp nhau sớm. Ok, cảm ơn tất cả mấy anh chị. Xin nhường lời lại cho Thủy và lại đồng công Dương.